hướng dẫn cách viết melody cho nhạc Deep House Vietnamese Style. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video giới thiệu cho các bạn cách để viết một cái phần melody cho đoạn drop trong nhạc Deep House, làm sao để chọn sao, cũng như là viết melody làm sao cho nó hợp lý. Và vừa rồi thì bọn mình có phát hành bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí Deep House Style Việt Nam. Nếu mà các bạn thấy video hay và bổ ích, hoặc là các bạn đang có nhu cầu, thì các bạn có thể liên lạc với bọn mình để mua sản phẩm nhé. Ok, và bây giờ thì let's go, chúng ta cùng chiến đấu thôi. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music, và các bạn có thể liên hệ mình qua Facebook Phương Ngô và fanpage VBK Music hướng dẫn làm nhạc. Hiện tại thì VBK Music đang có các sản phẩm dịch vụ như bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, nhận dạy hòa âm phối khí, cung cấp a cappella cho các music producer và sáng tác ca khúc thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nhận những bài viết, video và dữ liệu làm nhạc hoàn toàn miễn phí trên trang chủ vbkmusicteam.com. Anh em nhớ truy cập thêm vào một cộng đồng để cùng giao lưu với các music producer khác nha. Ok, và ở đây thì mình có một cái project. Các bạn có thể tìm trong kênh một cái video mà mình làm thử thách làm cái project này trong vòng 30 phút. Đây là một bản remix của ca khúc Đậm Sâu Chẳng Được Gì của nam ca sĩ Hoài Lâm. Các bạn có thể tham khảo nhé. Trên xe này đã có người mới, anh dừng lại em mất vội, vun đắp một đường. Việc đầu tiên thì các bạn giúp mình tạo ra một cái pattern có tên là lead. Rồi, các bạn đặt vào drop hoặc trước drop tùy vào cái ý tưởng melody của bạn nhé. Cái melody gốc thì mình tắt tạm đi, thì cái melody đó mình xuất phát trước drop. Nhưng mà ở đây thì để dễ dàng hơn thì các bạn sẽ xuất phát trực tiếp vào trong cái vòng lặp của drop nhé. Cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ tìm sao, tất nhiên rồi. Vào serum hoặc bất cứ các cái sao lead nào khác để bạn có thể tìm. Ở đây thì mình có một cái mẹo khá là hay là mình dùng bất cứ một cái lead gì. Đó. Mình chọn, sau đó ở trong serum có cái phím tắt rất hay mà mình hay dùng, đó là random. Bấm số 7 để tạo ra random. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm các cái lead nó có một chút độ nảy nhá. Sau đó chúng ta sẽ tận dụng thêm delay để tạo ra cái độ chill cho lead của nhạc Deep House. Thế cái này khá là ok này. Tuy nhiên nếu như mà cái sound của mình ok nhưng mà cái độ dài của nó bị ngân này, khi mà mình click nó bị ngân nhé. Đó, thì các cái nốt của nó sẽ khá là thô. Thì mình quay trở lại với cái lơ bo và mình có thể tạo ra âm lượng cho nó. Thì các bạn thấy là nó giảm dần âm lượng. Đó. Chỗ này, chút nữa thì chúng ta có thể điều chỉnh lại cái này sau nhé. Rồi, cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu viết. Đó, tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần hợp âm cho nó. Thì đối với cái phần này thì mình khuyến nghị các bạn là clone cái kênh mà các bạn vừa lựa chọn lên. Sau đó các bạn sẽ tắt âm lượng của nó đi và dán cái phần hợp âm vào đó. Cái cách này làm ra là để chúng ta có thể soạn được melody mà nó không bị bay khỏi hợp âm. Các bạn có thể lên quãng hay xuống quãng mà kệ, không vấn đề gì cả. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta quay lại phần lead. Nhớ viết phần song nhá. Thì đầu tiên các bạn chọn là chế độ 1/2 beat. Sau đó thì các bạn đặt những cái nốt nó nằm trong chủ âm. Khi mà hợp âm nó thay đổi thì các bạn đặt cái nốt nằm trong hợp âm nhé. Đây, mình tăng âm lượng của nó lên tí các bạn nghe. Đó, cứ nằm trong hợp âm là được nhé. 3 nốt trong hợp âm của nó có nốt C này. Bước tiếp theo là các bạn
hãy chọn nốt trong tông nhạc. Ví dụ tông bài này nó là khi mà các bạn làm bản nhạc ấy thì các bạn sẽ biết tông của nó đúng không? Tông bài này là pha thứ này. Thế đối với các bạn nào sử dụng bản FL21.2 đổ đi, các bạn sẽ có một cái chức năng 21.1. Các bạn có một cái chức năng đó là scale. Nghĩa là khi mà các bạn đặt ở đây, các bạn yên tâm không bao giờ bị sai tông. Các bạn click chuột phải vào, các bạn chọn chủ âm và chọn scale. Thế đây là pha thứ. Pha thứ là minor natural, còn pha trưởng sẽ là major nhé. Sau khi mà chọn xong thì các bạn bật cái nốt nhạc lên, nó phải thành hình màu xanh. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy có nốt A ở giữa nhé, nhưng mà nốt A nó sẽ không được vào nhé. Đó. Và bây giờ thì các bạn, nhiệm vụ của bạn là để chế độ 1/2 bit. Sau đó là các bạn di chuyển giữa các nốt nhạc của bạn thôi. Đây. Và bây giờ nhất. Tiếp theo nữa là nếu như mà các bạn có tư duy sâu hơn thì các bạn có thể là chia nhỏ hơn nữa. Đấy. Thế bình thường cái tempo của nhạc deep house nó không chậm như thế này. À, thì nếu như mà các bạn để chế độ, ví dụ mình để tempo là 130, style Vietnamese là để 130, thì khi mà các bạn nghe nó sẽ không bị chậm như thế này. Và các bạn để chế độ 1/2 beat là hoàn toàn có thể sử dụng được nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho nó thêm delay. Các bạn đã tìm trong cái phần delay này. Quên mất nằm bên này. Delay này. Đó, ngoài ra thì các bạn nhớ là khi mixing là phải sai chance nó nữa nhá. Sai chance nó đưa cái start và để chế độ free pan như này. Bắt đầu viết quen rồi thì các bạn sẽ chia nhỏ hơn, các bạn chia thành chế độ step để viết nốt nó được phong phú hơn. We'll be right back.
đơn giản như thế thì đây là cái melody mà mình viết. Tuy nhiên thì mình sẽ phải trả nó về 105. Tại vì là khi melody mình viết trên 105 ấy, chuyển lên 130 nghe nó sẽ rất là nhanh. Ok, chúng ta cùng nghe nhá. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn viết phần lead trong phần drop của nhạc Deep House Vietnamese Style. Sắp tới thì mình sẽ có một cái video giới thiệu bassline cũng như là cách viết lead cho drop của nhạc Deep House nhưng mà style của ông Mỹ. Rất là hy vọng các bạn sẽ thích. Và nếu mà các bạn thấy những video của mình hay và bổ ích thì rất là hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình và VVK Music bằng cách mua các bộ video hướng dẫn hòa âm phổ khí hoặc đăng ký học trực tiếp tại VVK Music nha. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn đã click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần sách trách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye anh em.